53. Thương lĩnh ca ca. Chị Yên. Ngày đó từ biệt ở Sơn Môn, không ngờ nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Đúng thế. Chỉ có điều lần này lại liên quan tới sống chết. Chị Yên, Kim Tiên sống lại, chuyện này đều do giám tâm môn của ta. Thương lĩnh ca ca, trước giờ muội chưa từng trách huynh, chuyện này cũng không trách được. Muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh. Huynh cũng đừng tự trách nữa. Chuyến đi Phượng Sơn, mọi chuyện phải cẩn thận. Huynh cũng thế. Tiểu Điệt à, Tiểu Điệt. Tiểu Điệt, Vạn Lộ Môn còn có chuyện, muội đi trước đây. Chị Yên, mọi chuyện phải cẩn thận. Lộ Chiêu Diêu chỉ có một. Nhưng mà ngài biết không, Tử Dụ cũng chỉ có một thôi. Chú Bọc ngày trước sao lại chọn chỗ như thế này để tâm sự chuyện cũ thế? Các ngươi tiếp tục đi. Lâm cô nương, vừa nãy hắn nói Lộ Chiêu Diêu chỉ có một. Cô thật là đáng thương. Trừng phạt hắn ở đây, lợi cho hắn quá rồi. Cô đừng có làm hỏng chuyện lớn ngày mai của ta. Nhiều năm trước, tông môn ta từng bắt ngươi ở núi Phong Ma. Ta vì bị thương nặng, không có cách nào tới đó, phí quá nhiều năm tháng. Chuyện này cuối cùng cũng trở về quỹ đạo, mà tất cả những thứ này quá nhiều khó khăn trắc trở. Lệ Trần Lan, tội của ngươi chết vạn lần cũng không hết. Lạc Minh Hiên, ngươi thật là đáng khinh. Chết không hối cải, ngày mai thế nhân sẽ thấy tội ác của ngươi. Mặc Thanh, chờ ta. Được.
Kim Tiên, trận pháp trong ngoài Phượng Sơn đã bố trí xong rồi. Chỉ cần Lộ Chiêu Diêu dám tới, cô ta sẽ không có đường về. Được, ngày mai nhất định sẽ diệt tận gốc hai tên ma đầu này. Ngày mai ta đi Phượng Sơn sẽ là trận ác chiến. Tối nay gọi mọi người tới đây là để mọi người rời khỏi Vạn Lộ Môn, bảo vệ tính mạng của chính mình. Như vậy ta không còn nỗi lo về sau. Không được, bình thường môn chủ bảo ta đi ta nhất định sẽ đi, nhưng ngày mai không được, bắt buộc phải đi. Nhưng mà môn chủ thập thất, nếu tông môn vẫn còn người có lương tri thì sẽ không để cho Kim Tiên làm điều ác. Mong là như vậy. Diêu Diêu, cô có thể dốc toàn lực cho cơ hội lần này. Chúng ta cũng thế. Cho nên sau này đừng bảo chúng ta đi nữa. Ngày mai ta cũng sẽ dẫn Lý Nhai Tử tới, không chỉ trợ lực cho Lộ Môn chủ, còn là trả lại cho các phái tông môn một sự thật. Đa tạ các vị. Môn chủ, tốt môn đệ tử Thiên Trần Cát cầu kiến. Mời vào đi. Dạ. Xem ra chúng ta lại thêm nhiều cơ hội. Lộ môn chủ, sư huynh đoán ngày mai cô nhất định sẽ hành động. Lệnh ta đến là muốn tới Phượng Sơn cùng cô. Sư huynh lo cho các chủ nên dẫn theo đệ tử Thiên Trần Cát tới trước một bước. Đúng, ngày mai còn phải cứu Cầm Thiên Huyền ra. Các vị có kế hoạch gì không? Lúc này kế hoạch cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể cố hết sức nghe theo ý trời. Nữ ma đầu, lục hợp thiên nhất kiếm của cô bây giờ vẫn trong tay Lạc Minh Hiên. Ngày mai giao đấu, cô còn thiếu một thứ binh khí. Binh khí của ta ở ngoài Phượng Minh Điện. Vị môn chủ, đệ tử tông môn Lạc Minh Hiên, Kim Tiên ta hôm nay phụng thiên mệnh bày bố trừ ma trận ở đây, để trừ khử con trai của ma vương, tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ. Kim Tiên thánh minh. Huynh nói xem, huynh để Tư Mã. Không phải, huynh nói xem, huynh giam Cầm Thiên. Không phải, trước đó họ nói giam Cầm Thiên Huyền ở trong hậu viện này. Ta tìm một vòng rồi mà không thấy. Một vòng này của cô là đi vòng tại chỗ. Thập thất à, rẽ trái đi. Rẽ trái hả? Rẽ phải thì cô lại vòng về. Phải là ở đây sao? Từ Mã Dung à, ở đây có người canh gác, mau đi xem đi. Được. Có kết giới. Từ Mã Dung, ở đây có kết giới. Cầm Thiên Huyền nhất định ở đây. Thập thất, động tác của cô nhẹ một chút. Đại mỹ nhân, chúng ta đi. Khoan đã, sao vậy? Bên ngoài còn có kết giới, ta không ra được. Vậy làm thế nào? Ta dạy cô một chút pháp thuật, cô thử xem. Được, ngươi nói đi, ta sẽ làm.
Lệ Trần Lan là nhi tử của Ma Vương, đây là tội đầu tiên. Hai là môn chủ Vạn Lộ Môn là tội nguy hại chúng sinh. Ba là đồ sát Nam Nguyệt Giáo, thú tính khó đổi, tàn nhẫn cực kỳ. Bốn là gây rối giám tâm môn, hại bách tính Cẩm Châu oán hận khắp nơi, dân chúng lầm than. Bây giờ lại là vì bí thuật giết hại trên dưới hư tông môn, tội đáng chết. Toàn là đổ tội. Sắp chết tới nơi rồi còn không biết hối cải. Môn chủ giám tâm môn đến. Liễu thương lĩnh, các người tới làm gì? Vụ án hư tông môn không liên quan gì tới Lệ Trần Lan. Giết môn chủ đoạt bí thuật, kẻ khiến cho hư tông môn diệt môn là ngươi, Lạc Minh Hiên. Liễu thương lĩnh, ngươi đừng hòng ăn nói lung tung ở đây. Ta có nhân chứng. Người may mắn sống sót của hư tông môn, đệ tử thân truyền của Giang môn chủ Lý Nhai Tử. Sư phụ ta và cố sư thúc, còn có huynh đệ trên dưới hư tông môn, đều là bị Lạc Minh Hiên giết chết. Là ta tận mắt nhìn thấy. Sao lại như vậy chứ? Là thật vậy sao? Sao lại như vậy được? Không ngờ nha. Đủ rồi. Lạc Minh Hiên, người muốn giết người diệt khẩu trước đám đông sao? Kim Tiên, xin ngài đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đường Vân, rốt cuộc cô đứng bên nào? Ta đứng về phía sự thật. Yeah.
Sự thật chính là Lạc Minh Hiên mới thật sự là ma. Lộ Chiêu Diêu, quả nhiên ngươi tới rồi. Nhưng mà lần này người cứu hắn không nổi đâu, cũng không cứu nổi bản thân mình đâu. Kẻ không cứu được bản thân là ngươi. Muội đưa Lý Nhai Tử đi trước đi. Đi đi Lý Nhai Tử, chúng ta đi. Muốn đi đâu? Tưởng xong chuyện rồi đi hả? Lão tử còn chưa đồng ý đâu. Lạc Minh Hiên đã thành yêu tà, đệ tử Thanh Âm Các nghe lệnh, cùng ta diệt trừ yêu tà. Dạ. Xem ra đường các chủ muốn đối đầu với bọn ta, ta sẽ không trợ giúp kẻ ác. Được, vậy đừng trách ta không khách khí. Thank you.
Cẩm Tú, sao huynh lại tới đây? Ta đã nói rồi, lần này ta sẽ ở bên muội. Được, vậy thì cùng nhau chết đi. Dựa vào đâu mà đấu với ta? Ta tới báo thù cho A Vũ. Lòng bàn tay, nhược điểm của hắn ở lòng bàn tay. Báo thù cho huynh rồi. Kim Tiên, đây chính là Kim Tiên mà các ngươi tôn làm người đứng đầu tông môn. Đây là sự thật mà các ngươi muốn.
Tướng do tâm sinh. Lạc Minh Hiên, bộ mặt thật của ngươi lộ ra, đúng là xấu xí cùng cực. Hôm nay ngươi nên bị xét xử. Là ngươi, Lạc Minh Hiên. Sức mạnh của Lạc Minh Hiên lại mạnh tới thế sao? Bộ mặt thật. Đây chính là bộ mặt cần có khi thành đại đạo. Ta chính là nên như vậy. Khổ nạn mà ta phải chịu, tương lai sẽ trở thành ánh sáng rọi sáng chúng sinh. Tất cả hy sinh chính là để thành đại đạo. Người hy sinh ngày hôm nay bắt đầu từ ngươi. Có phải chúng ta đã sai rồi không? Sai. Sao Kim Tiên sai được? Sao ta sai được? Ta không có sai đâu. Ta không sai đâu. Ta không sai. Môn chủ, môn chủ, có sao không? Môn chủ, đừng mà, Tiểu Vận Vận, đừng mà. Đừng mà, Cẩm Tú. Chuyện tối qua huynh nhắc tới, vốn ta muốn đồng ý, nhưng bây giờ e là không làm được. Đừng mà. Đừng mà. Nhưng may mắn những năm tháng còn sống đã báo được ơn cứu mạng của huynh. Tiểu Vận Vận, đừng mà. Huynh thích cái đẹp như thế, nhưng thật đáng tiếc cho mái tóc đen. Hãy
tiểu vận vận. Môn chủ, Lạc Minh Hiên, người phát điên mất trí rồi, vô tình vô dục sẽ thành đại đạo. Nếu vô tình vô dục thì cần đại đạo để làm gì? Đệ tử trong môn và Thanh Âm Các nghe lệnh. Dạ. Cùng ta diệt trừ yêu tà, không thắng không lui. Được lắm. Nếu đã như thế, các người hiến thân cho đại đạo hết đi. Chiêu Diêu, nhanh đi đi. Chị Yên, mau đưa người đi. Nhưng mà cô, đi đi. Đi. Thân vì đạo, ta bằng lòng. Ta bằng lòng vì tín ngưỡng của mình mà hiến thân. Không, không. Được, chúng ta vẫn là không tránh được kết giới. Nếu không tránh được, chỉ có thể cố gắng một phen.
Lộ môn chủ bảo bọn ta tới muộn chút, quả nhiên lo trước tính sau. Thiên Cẩm gửi một bức thư cho ta, tông môn gặp nạn, quan phủ lâu ta quyết không bảo vệ riêng mình. Chúng ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây.